Vâng ạ, thưa bác sĩ, hiện nay thì hầu như người bệnh tiểu đường type 2 nào cũng được kê đơn metformin hay là glucophan ạ. Vậy thì loại thuốc này có tác dụng và ưu điểm gì hơn so với những cái loại thuốc điều trị tiểu đường khác đang sử dụng ạ? Vâng, metformin thì cả thế giới hiện nay đang thống nhất với nhau là với type 2 thì nó là thuốc đầu tay hay là cái thuốc mà được ưu tiên sử dụng ban đầu. Nếu nó không có đủ tác dụng nữa thì người ta mới phải thêm một thuốc thứ hai. Tại sao như vậy? Tại vì metformin được nghiên cứu nhiều nhất và sử dụng lâu năm nhất, và thứ ba nữa là nó là thuốc không đắt tiền, đúng không ạ? Chúng ta hiểu dung như thế này này: thứ nhất là nó có hiệu quả, thứ hai chi phí của nó không lớn, thứ ba là loài người hiểu biết về nó nhiều nhất. Tại vì metformin đã được sử dụng 60 năm nay trên thế giới rồi, và chúng ta thấy rằng là nó là một thuốc tốt và chi phí không cao, thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng. Đó là lý do. Và vâng ạ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Từ lâu tôi vẫn sống hòa bình với bệnh tiểu đường nhờ thường xuyên sử dụng họ tăng đường. Hộ tăng đường giúp tôi phòng và cải thiện biến chứng. Hộ tăng đường phòng ngừa và hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường. Hộ tăng đường bảo vệ tạng trong bệnh tiểu đường. Đừng để biến chứng tiểu đường trở thành gánh nặng của bạn.